chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì chắc này Tiến đưa em Nguyễn Tiến Minh nha cả nhà. Về đây ăn nghỉ cuối cùng nha. Hôm nãy chắc là Tiến chạy ha. Chạy túi thì sao. Nói chung cái hoàn cảnh của em Nguyễn Tiến Minh này rất là đáng thương nha cả nhà. Thì em thì thôi chậm thì nuôi hai đứa con nhỏ và một mẹ già. Thì cái hoàn cảnh của em thì không có nhà, chỉ muốn nhà trọ ở đó, thì chồng em lập tình trạng ra thêm qua đời. Bây giờ bỏ lại hai đứa con thơ và một mẹ già như thế nào. Nếu mà cái đứa này có đường tiếng nhớ chia sẻ làm video thì mình biết nè. Người ta mua đất, cái quỹ đất đó để mà người ta cho những người mà không có nơi, không có nhà cửa mà không có đất đai đó. Đây mấy người này cũng là ở xóm chuyện ở chung nhà trọ đó cả nhà, những người quen biết đó, cũng đưa em đi. Nói chung ra là mới nãy thấy mẹ chồng với ba chồng rất là thương con dâu này, tuy rằng đã chia tay rồi nhưng mà cái tình cảm mà dành cho con dâu thì rất là lớn nữa nha. Trong cả bây giờ ở An Giang và ở quê mình đó, Cần Thơ đó, thì nhà hảo tâm làm từ thiện rất là nhiều. Đi tới giờ cũng nói chung là cũng xa lắm rồi cả nhà, chạy giờ cũng xa đó, cũng mười mấy cây số rồi cả nhà. Xe chưa vô hả? Xe chưa vô. À, ở đây người ta chôn cũng sắp xếp ngay ngắn hay ta? Rồi. Cái này về nó gọn gàng nữa. Cái nào theo nấy. Có một cái là đây nó không chịu có lối đi. Ha, cái đó đi nhỏ nhỏ để cho đi tới lừa cúng kiến. Bà Tiến đi vô thăm chồng mà đi nha bà Tây. Đây cái nhà thì đang làm cái nền nghe cả nhà. Rồi sao rồi? Kéo cái áo xuống coi. Nó quay YouTube.
Đây là cái chỗ của em Nguyễn Thiết Minh nằm đây nha cả nhà. Cái này là đất ở đây là người ta cho chắc chùa, huyện người ta cho không ha. Ai muốn lại đây là nằm cũng được ha. Không có xin thì mình xin rồi lên đây rồi mình có hỗ trợ chút nào không? Là cho nói chung là không có tốn gì chứ ha. Không tốn gì. Xin ta. Cũng như ở đây ta gom tiền lại ta mua một miếng đất. Ai không có thì mình trở lại mình xin nằm đây. Ai có đất ở đây mình xin đó. Đâu mà nó cũng hơn mẹ em nè. Rồi ba kết vợ luôn. Em là em rể hả? Anh rể hả? Anh rể. Anh rể ha. Ủa anh tắt con kênh nào? Hồ Tiến TV. Hồ Tiến hả? Hồ Tiến. Hồ Tiến TV. Chung ra em cũng có rất nhiều nhiều người đưa đón lắm theo bộ. Thì cũng đã buồn. Có nhiều người thì không có ai hết. Nói chung là tội nghiệp hai đứa bé, hai bé còn nhỏ quá. Thấy cũng tội mà hai đứa bé cũng thấy thương ha. Hai đứa đứa nào thấy thương. Nói chung là em có người bạn bè hay là bà con anh em rồi người ở sớm mà cũng đưa đi rất là đông nha cả nhà. Cái đó là của ai? Cái đường này nó hơi hẹp cái nha, nên chạy vô hơi lâu nha. Cái đường này nó hơi hẹp. Xe đưa em Nguyễn Tiết Minh nha cả nhà. Em còn quá trẻ cả nha, mới có 32 tuổi à, rất là trẻ luôn. Mới nãy thì mấy anh em quay clip xong cái ga nằm võng ở nhà, hỏi mấy giờ đưa đi, hồi 4 giờ chạy lại thì xe đã đưa đi rồi. Thì chắc này anh Trung Tiến cũng chạy theo kịp để mà quay ghi hình chia sẻ cho tất cả cô chú và các anh chị em xem. Đây là đứa con gái này cả nhà, rất là dễ thương nha. Ôi đi từ chưa đi con, lưu lại con, lưu lại chưa đi. Quay đây nè. Còn chéo quá ha. Đi con, bơi. Che con. Gái mới có 7 tuổi thì lại cầm cái ly hương của mẹ cả nhà. Quá tội luôn. Ủa mình hồi nãy không có lấy cái dù hả? Che cho nấy chị Tư, che trên cái ly hương. Đó chịu che tấm hình. Từ cái này chắc đi ra sao nữa, cái này hả? Ông nội nó giỡn được chứ, giỡn chảnh nữa thì người cái này nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con dậy lên con đi từ từ kìa, con đi từ từ, nó đi chậm chậm vô xuống vậy. Này để có hàng có lối nhưng mà không có chừa có lối đi nữa nha, phải đáng lẽ này phải chừa có lối đi để kia có rồi, chia trong đó chứ. Bây giờ ai là đọc bài Đây đá, kìa đứng đây đá. Đá 1, 2, 1 đống rồi chứ kìa. Xích xích này trước coi. Trời. Ủa sao lúc nào? Trời, chưa mấy bài nè. Có này có gì về cho. Ở lúc nào có thành nha. Từ khác rồi. Nó đẹp mà dễ thương. Xong thả xuống cho nó đứng nhanh. Rồi đi lóc chóc. Dịnh đó. Vẫn không có lóc chóc cái con. Nè mà nhìn mặt mẹ mẹ con đâu rồi? Rồi mẹ con ở trong đó rồi, con ở đây với ai? À, nè nhìn cho ta nói chuyện kìa. Con ở đây với ai? Ở với cậu phải không? Hả? Thì bỏ lại hai đứa con nhỏ tội nghiệp nha. Nhìn máy tao quay kìa. Nhìn nó máy quay kìa đó chị. Con nhớ mẹ không? Nhớ. Ừ, rồi tới con hết thấy mẹ rồi. Đó con gái nha. Ừ. Cái này thấy mẹ con rồi con ơi. Lóc chóc. À. Vậy là bà đâu? Đang bên à. Trời ơi, bà bảy hai bữa sinh tới quên luôn. Rồi ai dùng lắm xuống dục. Nè bơi đi nhà ra trước đi. Mẹ ơi về nhà với con. Kè con cầm cái cục đá trời ơi, lẹ cho mẹ kìa, cầm đi. Rồi. Mẹ ơi về nhà với con. Mẹ ơi, mẹ tiếp lên. Chúc Minh ơi nói nào. Chúc Minh ơi về nhà với con. Rồi nè kè cấm giùm đi. Ơi bơi đi. Rồi nè đứng lên về nè, đừng có lại phải nhiệt quá. Thôi được rồi. Rồi. Rồi thôi Tiến cũng tạm dừng cái video nha. Thì mong cả nhà có xem thì nhớ chia sẻ clip và ủng hộ cho Tiến nha. Tiến chúc tất cả cô chú anh em một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha nha. Nói chung ra là cũng có tuy rằng em là chắc sống ở xóm giềng dễ thương nên có bà con cô bác đi đưa tiễn em rất là nhiều nha. Đó. Ta xây lên.
Rồi thôi Tiến tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà đón theo dõi những cái clip Tiến đi quay thiện nguyện và những tin tức gì đó, cả nhà hãy đón xem và nhớ đăng ký kênh nhắn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha.